Trung Quốc khoe khoang cơ bắp ở Biển Đông và thảm họa khôn lường. Quý vị và các bạn thân mến, theo Wall Street Journal, dẫn một nghiên cứu mới của công ty Rand Court nhận định một cuộc chiến tranh Trung Mỹ sẽ là kết quả của một cuộc khủng hoảng và như vậy chiến tranh không thể coi là không hợp lý. Báo cáo cảnh báo bạo lực có thể nhanh chóng nổ ra. Đó là vì mỗi bên đều đã triển khai những vũ khí được định vị chính xác, cũng như các công nghệ mạng và vũ trụ có thể gây thiệt hại thảm khốc cho tài sản quân sự của nhau, kể cả các khẩu đội tên lửa được bố trí trên mặt đất của Trung Quốc và các tàu sân bay của Mỹ. Do đó, họ có động cơ phải tiến hành tấn công phủ đầu ô với tính toán rằng nếu không sử dụng vũ khí thì sẽ thất bại. Tuy nhiên, theo nghiên cứu do tiến hành với sự hỗ trợ của quân đội Mỹ, một khi để tuột khỏi tầm kiểm soát, giao tranh có thể kéo dài, mặc dù không chắc sẽ dẫn đến chiến tranh hạt nhân. Cả hai quốc gia đều sở hữu các nguồn lực quân sự, công nghiệp và nhân khẩu đủ mạnh để gánh chịu những tổn thất nặng nề và còn cự. Tương tự như ở Triều Tiên, có thể sẽ không có bên nào giành chiến thắng rõ ràng. Tài liệu của Rand khẳng định Washington và Bắc Kinh cần tính toán khả năng đổ ra một cuộc xung đột nghiêm trọng kéo dài, không kiểm soát nổi và thảm khốc, bất phân thắng bại. Đáng quan ngại hơn cả là báo cáo của Rand lưu ý rằng các nhà chiến lược quân sự Trung Quốc ngày càng tự tin rằng họ có thể tiến hành một cuộc chiến tranh quyết liệt, mau lẹ và giành lấy chiến thắng. Kịch bản đáng ngại trên được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc bất chấp phán quyết của tòa trọng tài, trong đó phản bác những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với gần như toàn bộ Biển Đông, đồng thời không công nhận những hòn đảo nhân tạo mà nước này bồi đắp tại vùng biển này. Thay vì nhượng bộ, Trung Quốc gia tăng chiến lược khung hăng của mình, cử máy bay ném bom bay trên bãi cạn Scarborough mà họ chiếm được từ tay Philippines, thông báo tập trận với Nga và phái các đoàn tàu dân quân biển tới những vùng biển đang tranh chấp với Nhật Bản. Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược tại Washington đã công bố những bức ảnh chụp qua vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã dựng các nhà chứa máy bay chiến đấu trên các hòn đảo nhân tạo để chống chọi trước các cuộc tấn công từ trên không. Trong khi đó, giáo sư về chiến lược Renaud Girard thuộc Viện Khoa học Chính trị Sciences Paul Paris không ngần ngại cho rằng Trung Quốc một nước không có luật lệ quốc tế ra gì có thể gây nên một cuộc chiến tranh toàn diện với cường độ cao. Giáo sư Girard cho rằng chính sách bành trướng trên biển của Trung Quốc có thể dẫn đến một thứ chiến tranh mà từ lâu rồi đã không còn thấy nữa, tức là một cuộc chiến tranh toàn diện cường độ cao. Theo ông, tại Biển Đông, Bắc Kinh đã có một chính sách tạo nên sự đã rồi, chiếm cứ những trạng san hô mà luật pháp quốc tế gọi là Terra Nullius, tức là các bãi đá chưa bao giờ thuộc về ai. Ở đấy, Trung Quốc muốn xây dựng một trường thành cát bằng cách biến các đảo nhỏ khu vực Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam thành vô số căn cứ không quân. Bằng chiến lược bồi đắp các đảo nhân tạo lớn, Trung Quốc đã thiết lập những căn cứ quân sự, căn cứ không quân và hải quân ở gần Philippines hay Việt Nam hơn là bờ biển riêng của Trung Quốc. Trung Quốc tự cho quyền cấm tàu nước ngoài đi vào khu vực 12 hải lý xung quanh những rạn san hô trong tay họ và quyền hưởng đặc quyền kinh tế 200 hải lý áp dụng với một lãnh thổ. Hiện nay, Trung Quốc có thái độ vô cùng thô bạo đối với các người dân Việt Nam đi vào những vùng mà Trung Quốc tự cho không gian kinh tế của họ thái độ thèm khát lãnh thổ và lãnh hải của Bắc Kinh tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Biển Đông quả thực khiến ai cũng phải chóng mặt. Giáo sư Girard khẳng định, Trung Quốc rõ ràng là khinh thường mọi luật lệ quốc tế, cũng như mọi hình thức đàm phán đa phương về vấn đề Biển Đông. Việc Trung Quốc coi thường phán quyết của tòa trọng tài quốc tế, theo đánh giá của ông Girard, là sự kiện lo ngại nhất trên phương diện địa lý chính trị trong năm 2016 cho tới nay chưa có dấu hiệu cho thấy Trung Quốc bố trí máy bay quân sự trên các căn cứ nằm ở giữa biển. Tuy nhiên, một số chuyên gia phương Tây cho rằng có lẽ Trung Quốc đang ủ mưu để không phá hỏng bầu không khí của hội nghị thượng đỉnh, nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 mà nước này lần đầu tiên tổ chức vào ngày 4, ngày 5 tháng 9. Giới chuyên gia dự đoán có thể Trung Quốc sẽ có những bước đi hung hăng hơn trong khoảng thời gian từ sau hội nghị G20 đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11 sắp tới. Các bạn vừa theo dõi video trung quốc khoe khoang cơ bắp ở biển đông và thảm họa khôn lường hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới nếu thích video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè nhớ subscribe để theo dõi những bản tin tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại